Vô. Hai, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Quốc Nguyễn Vlog ha. Thì hôm nay mình có một chiếc Redis đời 2020 qua bên mình gắn một pin led và sẵn tiện là gắn đèn bi cầu siêu mini, mình hay gọi là mắt cuốn R1 đó anh em. Giả mắt cuốn R1 á thì bộ này là một bi cầu siêu mini chứ không phải là bi cầu mini. Bi cầu mini là nó có nguyên cái ấy nữa, nguyên một cái đuôi đằng sau nữa. Còn cái này thì mình sẽ cho anh em xem ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở chiếc xe này ra và mình cho anh em xem cái đèn mà mình câu sao ha. Thì cái này là mình đã làm rồi và bây giờ mình sẽ cho anh em xem lại cách mà mình làm ha. Rồi ok. Rồi ok anh em, thì đây là cái dây jack để mà mình kết nối đèn mà không cần phải cắt dây nha anh em. Đó, thì đây là cái bộ jack. Thì khi mà anh em mua đèn á thì cái cặp đèn này mình bán là một bộ không có jack là 60.000 và có thêm cái jack này thì là 65.000 nha anh em. Đó, thì anh em có thể tham khảo ha. Không jack này là sẽ không có cắt dây zin gì của anh em hết, nên là anh em cứ yên tâm ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn anh em câu cái cọc dây này để cho nó có điện ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Đối với những anh em nào mà không mua cái jack này của mình mà muốn đấu dây trực tiếp á, thì anh em có thể lựa cái cọc dây bên đây nè. Đây mình sẽ cho anh em xem ha. Đây mình sẽ lấy chớp ra. Đây là cái cục chớp của mình ha. Thì nó sẽ có hai dây nè anh em thấy không. Đây nó sẽ có hai dây. Thì cái dây mình đừng có quan tâm tới cái dây màu trắng này, thì mình sẽ quan tâm tới dây màu đen. Dây màu đen sẽ là cái dây sâu khóa của xe, thì anh em mở chìa khóa lên là xe sẽ có điện. Đó, thì anh em nếu mà anh em nào mà không có đồ nghề thì anh em có thể làm cách này ha. Ồ, cảm giác này khó quá. Ok, cái cục chớp này nó cái đầu nó bị sét nên là lấy ra hơi cứng nha anh em. Rồi ok, nó hơi sét xíu ha. Rồi anh em xem nè, ở đây thì mình sẽ ví dụ cái cọng dây này là cọng dây đèn của mình ha. Thì anh em cứ cuốn đầu lại như thế này. Rồi đây là cọng dây màu đen, đây là cọng dây màu đen anh em thấy ha. Đây nè, cọng dây màu đen nè. Đó, mình lấy ra cho anh em xem nè, cọng dây màu đen nè. Anh em cứ sập vô cái đầu này. Đó, anh em cứ đưa cái đầu này vô. Đó, cuốn sát lại nha anh em, quay nó sát lại luôn, xong đưa nó vô. Rồi đưa nó vô rồi anh em. Đây ok, rồi anh em gặp cái cọng dây nó quay như thế này ha. Rồi ghim cục chớp vô lại thì cái cọng dây của anh em nó sẽ có điện ha. Đó ok ha. Rồi anh em thấy ha. Rồi ok, để vô trong ha. Rồi còn với cái cọng dây của mình, cái giáp của mình á, thì mình sẽ bấm cho anh em hai đầu code. Một đầu là cái cốt lưỡi gà, có cái lưỡi gà như thế này để anh em đấu vào cái giắt tay thắng. Đó ok ha.
Thì ở dưới cái giắc tay thắng nó cũng có một cái cọng dây màu đen nè anh em thấy không? Một cái cọng dây màu xanh sọc vàng và một cọng dây màu đen. Đó thì anh em cứ đấu vô cọng dây màu đen cho mình. Dây màu đen trên xe Honda sẽ là dây sau khóa. Rồi, bây giờ ở đây là một cái giắc lưỡi gà ha. Anh em cứ ghim vào cái giắc màu đen đây. Ok. Ghim vào. Và nó sẽ có một cái chỗ dư cho anh em ha. Thì anh em ghim lại vào cái giắc tay thắng. Ok. Để mình ghim xong mình sẽ quay cho anh em xem ha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem. Đây, anh em thấy không? Đây nè. Đây là cái dây đỏ đã được kết nối với dây đen. Đó, là đây là dây sau khóa. Là bây giờ là cọng dây này nó đã gần có điện rồi nha anh em. Nó chỉ cần tiếp mát nữa thôi. Thì cọng dây đen này là cọng dây mát. Thì mát thì mình sẽ lấy ở đâu? Mát thì cái vị trí mà thường mình gắn thì mình trong cái clip mà mình dạy bạn Hòa làm xe thì là cái chỗ mát trên xe RSX thì mình sẽ lấy mát sườn. Mát sườn là ở đâu? Mát sườn là ở đây. Anh em cứ lấy đây là ok. Rồi bây giờ mình sẽ dặn mắt sườn vô ha. Ok. À, anh em lưu ý là khi mà bắt mắt sườn này á thì anh em nên cạo nó một ít sơn ha. Không cần cạo hết đâu, nhưng mà cạo một ít sơn là được. Đó. Xe này mình đã cạo rồi nên là bây giờ không cần cạo nữa. Bây giờ mình chỉ cần bắt mát vào thôi. Chạy hết rồi. Xe này dắt quá mà chủ xe bào ghê lắm anh em. Rồi ok, anh em cứ siết cứng là ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ dư ra một cái dắt như thế này ha, dắt hai. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em, đây là cái dắt hai ha. Thì dắt hai này để anh em ghim vào đèn ha. Rồi ok, thì để bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái cặp đèn nó như thế nào ha. À, nãy giờ nói thì anh em cũng chưa thấy cái cặp đèn đó. Rồi đây là cặp đèn bi cầu siêu mini ha anh em. Đây nó đây nè. Thì cặp đèn này mình đã test là nó không vô nước nha anh em cứ yên tâm, không vô nước đó. Thì thường á xe mình á thì lấy mình sẽ quay là mình sẽ bắt ở đây, bắt gần da dè đây nè đó, nhưng mà chủ xe thì chủ xe thích nó là khoan dàn áo. Đây, mình cho anh em xem ha. Đây, khoan dàn áo nè. Khoan dàn áo để bắt vô khu vực này. Đây, đó anh em thấy bả đâu? Ốc nè. Đó, khoan thì nó mới ra được cái khu vực này. Rồi. Thì đây. Đây nó sẽ lòi ra hai cái giắc, một cái giắc 2 và một cái giắc 6, một cái giắc 2 và một cái giắc 6 thì cái giắc 6 này thì nó sẽ là điện đề mi xi nhan của RSX. Còn cái giắc 2 này chúng ta sẽ quan tâm là giắc đèn. Đó thì bây giờ mình sẽ cắm cái giắc đèn nó vào cho anh em xem ha. Rồi ok, thì xe này đã lên keyless rồi nên là không có bộ chìa khóa zin ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho anh em xem hai cái đèn ha. Rồi nè, xem hai cái đèn nha. Đó, hai đèn này cực kỳ sáng nha anh em. Nó sáng theo cái phong cách của nó chứ không phải là nó sáng như cái đèn chính của mình nha. Nhưng mà dắt ra đường thì cũng đủ sáng đó nha anh em. Đó. Đây, anh em có thể thấy ha. Hai cái đèn này thì nó để làm đề mi nên là anh em nào mà để xài đề mi thì cũng không cần tắt lắm. Đó, nên là mình đấu cái bộ dây không cần tắt cho anh em luôn. Đó, phải nhanh gọn lẹ dễ câu. Đó, anh em có cứ đem về mua bộ dây của mình thì về câu. Còn mà anh em nào mà muốn câu trực tiếp như của mình thì mình có chỉ anh em rồi đó, đấu qua cục chớp trên đây đó thì anh em sẽ ra được nhiêu đây đó. Có nhiều anh em hỏi cục chớp ở đâu á thì mình sẽ chỉ trên đây luôn ha. Anh em cứ mở cái bật đồng hồ ra là có cục chớp, xe nào cũng thấy như có, anh em cứ yên tâm ha. Đó thì đây là đèn mình hay gọi là đèn mắt cú R1 dành cho mọi loại xe anh em đó. Lát mình sẽ dắt xe mình ở bên kia và chiếc này ra ngoài đường mở đèn cho anh em xem ha. Đó ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp vào và mình dắt xe mình và xe này qua bên kia. Xe mình thì mới phục hồi xong nha anh em. Đó. 2000 years later.
Rồi ok anh em, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem đèn 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 mắt cú R1 ha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test xe mình trước ha. Rồi ok. Đó, thì để mình lại mình tắt cái đèn xe mình cái ha. Thì mình mới câu lại công tắc rồi. Giờ tắt đèn được rồi. Lúc trước câu cái key led á thì tắt đèn cũng được. Tắt luôn cái đèn mi cho anh em dễ xem. Đây, đó thì mình câu ở dưới đây ha anh em. Đó, cũng sáng lắm á, đừng giỡn nha. Thì mình câu ở bên mé cái dè. Mình câu bên đây nè. Đó, nó hơi tối xíu đây nè. Đó, mình câu bên đây. Thì câu ở chỗ này, gắn ở chỗ này thì dây nó hơi dài hơn chút xíu. Và nó sẽ không có cắt nhựa hay là khoét gì hết. Cứ đút vô cái lỗ zin là mình dặn ốc vô thôi. Nhưng mà dặn ốc hơi dài nha anh em. Dặn con ốc hơi dài để cho nó bắt cứng hơn chút xíu. Đó là ok. Đây, bỏ lên. Đó, anh em thấy ha. Rồi ok. Rồi bây giờ tiếp đến cái con con RX 2020. Rồi bây giờ mình sẽ mở ha. Đó anh em xem ha. Đây. Đó thì nãy mình cho anh em xem cái con này rõ rồi đó. Nó sẽ bắt ở đây thì khoét dàn áo, khoan dàn áo và chủ xe chấp nhận nha anh em. Đó, chủ xe chấp nhận khoan dàn áo là mở luôn. Đấy anh em xem ha. Rồi đây xe mình. Đó anh em sẽ thấy ha. Rồi thì cái bộ đèn này mình chốt giá lại một lần nữa với anh em là bộ này là 60.000. Và nếu mà anh em thêm bộ dắt của mình nữa thì nó sẽ là từ 65 đến 70 tùy theo dây. Tùy theo dây dài ngắn. Nhưng mà dây dài lắm mới là 70.000 nha anh em. Còn mà cứ như xe mình, như chiếc này và chiếc này thì tầm 65.000 là anh em đã lắp đủ rồi nha. Đó, anh em nên cân nhắc trước khi chọn cái loại dây cho xe của mình. Còn nếu mà anh em nào mà muốn không muốn mua cái giắc đó của mình về tự câu vô trực tiếp thì anh em có thể là câu như cái cách mà mình đã chỉ ở trong chiếc xe này. Thì chiếc xe mình cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà tại vì xe mình nó nhiều đồ quá nên là mình làm biến mở. Mình mượn chiếc xe này của anh bạn mình. Của bạn mình thì mình lắp. Đó anh em thêm ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem độ sáng của nó nha. Đây. Thì nó cũng khá là ok nha anh em. Đó anh em thấy ha. Đây. Là chưa có đèn zin nha. Là đèn nó đó. Rồi ok. Tắt nè. Đó anh em thấy ha. Cái khoảng ngay từ đây đi qua đây nó sẽ sáng nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem ha. Đây anh em thấy ha, nó sáng lên một khoảng luôn nè. Đây tắt nè. Đó, nó ẩn lên nè anh em thấy không? Rồi. Đây ok, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nha. Đó. Anh em thấy ha. Nguyên một cái khoảng luôn nha anh em. Đó nè, tắt nè. Đó nè, đó. Nó ra nguyên một cái khoảng tỏa cực kỳ ok nha anh em. Đó, thì cái đèn này mình đã có test đi đèn chính rồi nên là anh em cứ yên tâm ha. Nhưng mà độ sáng của nó thì mình phải khẳng định là nó không sáng bằng đèn zin. Vì nó chỉ là đèn đề mi và nó giúp sáng thêm một phần nào đó thôi. Đó anh em thấy ha. Đó, nó sáng nguyên một cái vùng đó. Nguyên một cái vùng lỗ cống đó luôn. Đó anh em thấy ha. Rồi ok. Thì anh em nào mà muốn mua bộ đèn này của mình thì có thể là để lại cho mình một like, một subscribe, như là đừng quên ấn cái chuông để quay sang cái thông báo của mình ha. Và bộ đèn này hiện tại bên WNV Shop mình đang bán. Đó thì mình sẽ xin nhắc lại giá là đèn, giá đèn nha. Thì là 60k, 60.000 anh em. Đó là chưa có bộ dây. Và thêm bộ dây nữa, bộ dây ngắn. Bộ dây ngắn đi ha, bộ dây ngắn thì là 65.000. Và bộ dây dài thì là 70.000. Đó. Bao cho anh em không cắt dây, không đấu nối. Đó, nhưng mà khi mà anh em lắp á thì anh em nên cho mình biết là xe gì để
mình tư vấn cho nhiệt tình chút xíu ha. Để khi mà không biết xe anh em là xe gì thì mình cũng hơi khó để mà mình tư vấn. Rồi, ok, thì bây giờ cũng khuya rồi nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video sau.